Bởi vì khi người ta ăn ngon á, người ta ăn suốt cả tuần lễ liền, là người ta lại ngưng mấy ngày, người ta lại đi ăn tiếp. Nhân á, thì nó gồm có thịt bò vụn xay ra. Thì nói chung là mình làm thì mình chọn lựa nguyên liệu nó kỹ lưỡng hơn, nguyên liệu nó tốt hơn, nguyên liệu tươi ngon thì nó ra cái sản phẩm nó tốt. Với lại mình có cái đặc biệt là cái mắm, mắm mình thì được nước chấm mình là được nhiều người người ta ok, ngay cả người nước ngoài, người Tây nó còn ăn được nữa. Cái nguyên liệu nó tốt thì ra cái chất lượng nó tốt. Ở xa nữa, nhiều người ở xa người ta đi ngang đây hoặc là người ta tự xuống tới đây ta mua bây giờ. Như hồi nãy có một cái khách xuống ở trên chợ Đại Hải ở trên Bà Điểm á, xuống đây mua, bây giờ đón xe ôm. Chú tên là Ninh. Dạ. Quán mình là chuyên bán về bò lá lốt, bò mỡ trời. Quán tên là Hoa Trang, mình hoạt động ở đây được 14 năm rồi. Điều mình bán từ 3 giờ đến 9 giờ. Địa chỉ là số 100B, đường Thích Quang Đức, phường 5, quận Phú Nhuận. Thì hồi đó là mẹ anh bán cái món này ở trên Gò Vấp á, thì bán cũng được, thì mấy anh em bắt đầu mới mỗi người làm một quán, làm theo bà mẹ. Còn ở quận 12, quận 2 và nhiều Gò Vấp nữa. Sau này mình có bò nhúng giấm với lại bò lòng bò hấp hành, giá cả thì cũng bình dân đó, như bò lá lốt với bò mỡ trời đều là đồng giá 35.000, còn bò lòng bò hấp hành là 80.000, còn bò nhúng giấm là 100.000. Thì cái nồi này á, nó là cái nồi lẩu cung đình ở bên Hồng Kông á, mình đi du lịch mình thấy đẹp mình mua về được rồi. Phần bò lá lốt thì nó một xiên nó khoảng gì 5 cuốn, kèm theo rau bún mắm rồi đầy đủ. Thì nói chung là mình làm thì mình chọn lựa nguyên liệu nó kỹ lưỡng hơn, nguyên liệu nó tốt hơn, nguyên liệu tươi ngon thì nó ra cái sản phẩm nó tốt. Với lại mình có cái đặc biệt là cái mắm, mắm mình thì được nước chấm mình là được nhiều người người ta ok, ngay cả người nước ngoài, người Tây nó còn ăn được nữa. Cái nguyên liệu nó tốt thì ra cái chất lượng nó tốt. Mỡ chày là cái lấy một cái lớp mỡ chày mỏng của heo quấn lại, cuốn lại, cuốn thịt lại, gọi là mỡ xa đó, cuốn lại. Thì khi mình nướng lên á, nó sẽ thơm ngon. Cái nhân á, thì nó gồm có thịt bò vụn xay ra, trộn với gia vị như là xả, rồi những cái gia vị ướp, khử mùi, mất nhiều thời gian. Mình bắt đầu làm từ 6 giờ sáng cho đến 2 giờ mới xong. Nói chung là tiêu chuẩn tươi ngon đó, xanh, với lại những cái mối hàng mà mình chọn lựa từ lâu rồi nó ổn định. Ngũ tạng của bộ lòng của bò đó chỉ có không có gan thôi. Ở xa nữa, nhiều người ở xa người ta đi ngang đây hoặc là người ta tự xuống tới đây ta mua bây giờ. Như hồi nãy có một cái khách xuống ở trên chợ Đại Hải ở trên Bà Điểm á, xuống đây mua, bây giờ đón xe ôm cũng được. Có người khi người ta ăn ngon á, người ta ăn suốt cả tuần lễ liền, rồi người ta lại ngưng mấy ngày, người ta lại đi ăn tiếp các kiểu luôn. Nói chung là các bạn trẻ nhiều trong phòng, rồi với thức ăn của nó là phổ thông rồi, hay ăn thay cơm rồi ăn chơi cũng được. Có mấy người Tây ba lô nó đi nguyên một đoạn, người ta thấy đông người ta ghé vô, người ta ăn người ta thấy ngon rồi lần sau người ta lại ghé. Thì thứ nhất là có cái động lực để mình làm nó vui, mình có thu nhập, thì gia đình rất là cảm ơn những khách hàng cái thời gian qua đã ủng hộ quán,
xuyên suốt mười mấy năm, quán cũng cố gắng cải thiện và chỉnh sửa mọi thứ cho nó tốt hơn để phục vụ khách nó được tốt hơn.